Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy bài tập trong vở bài tập toán lớp 3. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 2, cộng trừ các số có ba chữ số không nhớ. Bài số 1, tính nhẩm. 500 là cộng với 300. 2 số 0 và bên này 2 số 0 chúng ta ghi lại này. 5 ta cộng cho 3 là bằng 8. 700 ta trừ cho 200, 2 số 0 và 2 số 0 này chúng ta ghi lại. 7 ta trừ cho 2 cùng 5. 860 ta trừ cho 60, như vậy còn là 800. 300 ta cộng với 600, 2 số 0 chúng ta ghi lại. 3 ta cộng cho 6 là bằng 9. 900. 0, một số 0 chúng ta ghi lại. 4 ta cộng cho 5 là bằng 9. 2 ta cộng cho 1 là bằng 3. 0 với cộng với 0, với 0 đơn vị này là 0. Hàng chục là 5, hàng chục bên này là 0 là bằng 5. 4 ta cộng cho 5 là bằng 9. Bài bên này 500 ta cộng với lại 40 như vậy bằng là 540. 540 ta cộng với 6 là 546. 400 ta cộng với lại 300 30 như vậy là 430 cái này là 430. 430 ta cộng với 60 là bằng 490. Bài số 2, đặc tính thực tính. 3, 7, 5 ta cộng cho 4, 1, 4. 4. Ta kể qua luôn lát nữa khỏi kể. Năm ta cộng 4 là bằng 9. 7 ta cộng 1 là bằng 8. 3 là cộng 4 là bằng 7. 7 7 6 1 2 6. 6 trừ 6 là bằng 0. 7 trừ 2 là còn 5. 7 trừ 1 còn 6. 6 4 8 trừ cho 3 là 8. 8 trừ 8 là bằng 0. 4 là trừ cho 0 là bằng 4. 6 là trừ cho 3 là còn 3. Câu D. 218 ta cộng cho 571. 8 cộng 1 là bằng 9. 1 ta cộng 7 là bằng 8. 2 ta cộng cho 5 là bằng 7. 9, 5, 8 trừ cho 5, 2, 8. 8 ta trừ 8 là bằng 0. 5 ta trừ 2 là còn 3. 9 ta trừ cho 5 còn 4. 4, 7, 6 3, 6, 2. 6 ta trừ 2 còn 4. 7 là trừ cho 6 còn 1. 4 là trừ cho 3 còn 1. Bài số 3. Khối lớp 2 có 537 học sinh, ít hơn khối lớp 3 là 42 học sinh. Hỏi khối lớp 3 có bao nhiêu học sinh?
À, chúng ta đọc lại đề này. Khối lớp 2 có 537 học sinh và ít hơn khối lớp 3 là 42 học sinh. Hỏi khối lớp 3 có bao nhiêu học sinh? Như vậy ta lấy con số này và ta cộng số này thì ra khối lớp 3. Số học sinh khối lớp 3 có là, ta lấy 537 ta cộng cho 42 bằng 97, 579 học sinh. Đáp số 579 học sinh. Bài số 4 tìm x. Đây là một cái dấu cộng. Dấu cộng thì nó là cái tổng. Đây là cái tổng. Đây là số hạng đã biết, đây là số hạng chưa biết và đây là tổng. Muốn tìm số hạng chưa biết là x bằng, muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng ta trừ đi số hạng đã biết, như vậy là 175 ta trừ cho 45 x bằng 0, 74 cùng 3 1. Bài này đây là một cái dấu trừ. Dấu trừ thì nó liên quan đến một cái hiệu. Đây là cái hiệu, đây là số bị trừ, đây là số trừ, đây là hiệu. Muốn tìm số bị trừ là x bằng, muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu ta cộng với lại số trừ, x bằng 639 92. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.